Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6 năm 2024, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo truy tìm Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là nghi phạm gây ra vụ giết người ngày 23 tháng 6 tại khu dân cư Tường thuộc phường Văn An, thành phố Chí Linh, khiến hai mẹ con tử vong. Thông báo nêu rõ, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương xác định nghi phạm Dương Đình Luyện là người thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra. Về đặc điểm nhận dạng, nghi phạm Dương Đình Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, nghi phạm Luyện mặc áo phông cộc tay, có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B270686. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương thông báo ai biết phát hiện thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện như vừa nêu thì báo ngay đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương gặp điều tra viên Nguyễn Đức Tuyên theo số điện thoại 0902 039 386 hoặc điều tra viên Đinh Trung Kiên số điện thoại 0902 034 555. Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ nghi phạm Dương Đình Luyện sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23 tháng 6, nghi phạm Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà người phụ nữ 60 tuổi trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, nghi phạm Luyện dùng hung khí đâm người này và người phụ nữ 31 tuổi là vợ cũ của nghi phạm. Sau đó, nghi phạm Dương Đình Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Hậu quả, hai nạn nhân bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người mẹ tử vong. Người con gái cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện, tiếp tục điều tra vụ án. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019. Thế nhưng năm 2021 đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tức là chỉ trong vòng 2 năm, Thượng tọa Thích Chân Quang đã lấy được bằng tiến sĩ. Điều này khiến dư luận quan tâm liệu một người có bằng cử nhân có thể học thẳng lên tiến sĩ mà không qua trình độ thạc sĩ và thời gian học là bao lâu. Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với chuyên gia để biết thêm thông tin. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy chế đào tạo tiến sĩ, một cử nhân tốt nghiệp loại giỏi có bài báo nghiên cứu là có thể nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh và thời gian học tiến sĩ là trong vòng 4 năm. Cụ thể, tại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng dự tuyển là người có bằng thạc sĩ hoặc người có bằng đại học hạng giỏi trở lên. Với người có bằng thạc sĩ, yêu cầu có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm trở lên là giảng viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. Ngoài ra, để trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ, phải có văn bằng chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ, cụ thể là bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp hoặc có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định. Thời gian đào tạo đối với người đã tốt nghiệp thạc sĩ tối thiểu là 3 năm và đối với người tốt nghiệp đại học là 4 năm. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, những điều này được quy định tại thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân chia sẻ, theo quy định thì thời gian tối thiểu để có bằng tiến sĩ là 3-4 năm, nên không có chuyện học vượt để tốt nghiệp sớm hơn. Thưa quý vị, trưởng phòng đào tạo của một trường đại học tại TP.HCM cũng cho biết cử nhân học thẳng lên tiến sĩ phải mất tối thiểu là 4 năm. Dù quy định cho phép nghiên cứu sinh có thể hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch là không quá 1 năm, tức 12 tháng. Thực tế, hiếm có ai tốt nghiệp sớm 1 năm, 2 năm thì càng không thể. Cũng theo vị trưởng phòng này, cũng rất hiếm người tốt nghiệp đại học xong học thẳng lên tiến sĩ vì làm nghiên cứu sinh rất vất vả, đòi hỏi có năng lực và phải có quá trình. Với trình độ của một cử nhân thì phải đi từng bước một chứ khó có thể trở thành nghiên cứu sinh trong một thời gian 2-3 năm đã hoàn thành để lấy bằng tiến sĩ, nhất là các ngành như luật. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6 năm 2024, thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Gò Vấp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang điều tra giải quyết vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Eagle Education, địa chỉ tại số 879 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thông qua việc nhận tiền học phí nhưng không tổ chức mở lớp giảng dạy và đóng cửa mặt bằng, ngưng hoạt động.
Cụ thể, Công an quận Gò Vấp đã nhận được đơn trình báo của hai người đàn ông ở tỉnh Bình Dương và huyện Hóc Môn đã đăng ký giữ chỗ khóa học và nộp số tiền tổng cộng 33,3 triệu đồng tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Eagle Education. Sau khi đóng tiền, trung tâm không tổ chức mở lớp giảng dạy mà đóng cửa mặt bằng, ngưng hoạt động, chiếm đoạt học phí. Theo nội dung vụ việc, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam do ông Trần Minh Tuấn, 33 tuổi, thường trú thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Eagle Education là một trong 9 trung tâm trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam do ông Nguyễn Trường Giang, 25 tuổi, thường trú xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có trụ sở tại 422 đường Cao Thắng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chính tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đã xác minh tại trụ sở hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Eagle Education thì được biết các trụ sở đều đóng cửa, ngưng hoạt động. Xác minh nơi ở của ông Nguyễn Trường Giang và ông Trần Minh Tuấn thì không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu. Vì vậy, Công an quận Gò Vấp phát thông báo truy tìm thông tin ông Nguyễn Trường Giang và ông Trần Minh Tuấn. Nếu ai phát hiện hai người này thì thông báo ngay cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Gò Vấp, địa chỉ tại số 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Liên hệ thiếu tá Nguyễn Quốc Thái theo số điện thoại 0283 895 9776 để phối hợp giải quyết. Theo Công an quận Gò Vấp, những ai đã nộp tiền đăng ký khóa học tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Eagle Education nói trên thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp để trình báo và cung cấp hồ sơ tài liệu. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu ông Nguyễn Trường Giang và ông Trần Minh Tuấn không đến làm việc, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Thì không được, cái giờ không được tưởng tượng là nếu mà hôm nay mình đi về mình không lấy camera đấy thì mình sẽ sống thế nào. Bây giờ nếu như bạn ấy vẫn bảo là không phải bạn ấy thì em sẽ rất là nghĩ, em rất là hoang mang, cứ là ai và liệu là cái người đấy người ta còn có một cái video nào ở đâu đó không. Sáng 25 tháng 6 năm 2024, một studio ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, nơi người mẫu Châu Bùi phát hiện bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh đã lên tiếng xin lỗi cũng như giải thích về sự việc. Theo đó, phía studio giải thích rằng trong một tháng trở lại đây, nơi này tạm ngừng hoạt động để nâng cấp sửa chữa nên nhân viên thường xuyên không có mặt tại studio. Tuy nhiên, studio vẫn nhận hỗ trợ ekip sử dụng các trường hợp phát sinh không nằm trong dự kiến. Phía studio cho biết vào ngày 23 tháng 6, do có sự thay đổi đột ngột về địa điểm thử đồ, ekip đã liên hệ để sử dụng studio. Vì đã hợp tác nhiều lần và do tính chất gấp rút của việc thử đồ, studio đã bàn giao chìa khóa cho ekip mà không có nhân viên trực tại studio. Phía studio cũng thừa nhận đây là một sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm. Đơn vị này chia sẻ ngay khi sự việc xảy ra, quản lý đã có mặt kịp thời để giải quyết vấn đề và phối hợp với công an cùng ekip của Châu Bùi đưa nghi phạm ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phía studio đã ghi nhận đầy đủ phản hồi của fashionista Châu Bùi và đang tiến hành rà soát lại quy trình làm việc để đảm bảo rằng sự việc tương tự không xảy ra nữa. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến Châu Bùi và các khách hàng vì sự cố đáng tiếc này, cam kết rút kinh nghiệm cũng như nỗ lực để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong tương lai. Bài đăng xin lỗi và giải thích của studio nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước lời giải thích này và cho rằng phía studio đang trốn tránh trách nhiệm khi cho rằng đã bàn giao chìa khóa cho ekip. Tuy nhiên, số khác cũng lên tiếng cho rằng nên chờ kết quả chính thức từ phía cơ quan chức năng thay vì công kích studio. Trao đổi với Báo Thanh Niên, phía studio cho biết đã làm việc với Châu Bùi và tiến hành rà soát lại quy trình làm việc. Bên cạnh đó, phía studio khẳng định người đặt camera quay lén không phải nhân viên studio. Trước đó, Châu Bùi khiến dân mạng xôn xao khi cho biết bản thân trở thành nạn nhân bị quay lén trong nhà vệ sinh của một studio ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khi thay đồ trong phòng, fashionista 9X vô tình phát hiện camera quay lén ngụy trang bằng chiếc đồng hồ đeo tay. Phía đại diện studio và ekip Châu Bùi đã trình báo vụ việc lên công an phường gần nhất.